Trong đối, Trịnh Bá Phương Nguyễn Thị Tâm lĩnh án tù thích đáng. Ngày 15 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử hai bị cáo Trịnh Bá Phương sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Tâm sinh năm 1972, cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, về tội làm, tăng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, đầu tháng 1 năm 2020, lực lượng quân đội xây dựng tường rào, bảo vệ sân bay Miếu Môn. Công an thành phố Hà Nội tổ chức bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Lợi dụng mạng xã hội Facebook, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm đã phát trực tiếp các video đăng tải các bài viết trên tài khoản cá nhân Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Tâm Dương Nội, các nội dung liên quan đến sự việc ở xã Đồng Tâm. Những thông tin và nội dung phát tán, chia sẻ này đã xuyên tạc, bịa đặt tình hình diễn ra tại Đồng Tâm, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền, thoá mạ, hạ uy tín lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín danh dự của người khác, gây hoang mang trong nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các thông tin và nội dung phát tán của Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm đã thu hút nhiều lượt người xem, tương tác, chia sẻ, bình luận, có nội dung tiêu cực, phản đối chính quyền, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước. Ngoài ra, Trịnh Bá Phương còn có hành vi tàng trữ, một tài liệu dạng sách, gồm 278 trang, trong đó trang bìa có in các dòng chữ Phạm Đoàn Trang, Cẩm Nang Nuôi Tù, Luật Khoa Tạp Chí. Cơ quan tố tụng đã giám định và xác định các tài liệu này có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Mở đầu phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước, đe dọa phá vỡ sự vững mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây ảnh hưởng đến uy tín và sự hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội, chính trị của nhà nước và từng địa phương. Các bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải áp dụng các tình tiết tăng nặng, phạm tội hai lần trở lên để xử phạt các bị cáo hình phạt tù nghiêm khắc nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo và có tác dụng đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Tâm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Trịnh Bá Phương không khai nhận hành vi phạm tội, không thành khẩn, chống đối. Từ nhận định trên, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Phương 10 năm tù, Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù về cùng tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như vậy nối tiếp thành tích bất hào của phạm thị đoan trang một lần nữa các đối tượng chống đối lại phải đối mặt với những bản án thích đáng cho các sai lầm của mình